sản phẩm chính của clip này không phải là Yaowa mà là chiếc loa Monster MFS1, một chiếc loa rất là nhỏ gọn, đẹp, thời trang, nghe hay, hát cũng ok luôn, đến từ thương hiệu của Mỹ và đặc biệt là giá chỉ có 1,5 triệu. Rồi, với 1,5 triệu bỏ ra các bạn sẽ nhận lại được cho mình những gì? Thứ nhất là một cái chiếc loa rất là nhỏ gọn, đẹp, thời trang với một cái chiếc quai sách màu cam rất là nổi bật. Nhìn lên đó các bạn thấy em sách lên nhìn cái là fashion liền, không có chỗ nào mà chê được, rất là đẹp. Và đây là cái quai sách dạng ngắn để cho các bạn có thể dễ cầm và mang chiếc loa đi. Còn nếu trong trường hợp các bạn di chuyển, các bạn đi lại hoặc là khi các bạn chạy xe máy, các bạn vẫn có thể đem chiếc loa này theo bên mình được với một cái chiếc sợi dây dài như thế này mà hãng cho các bạn. Đó, khi các bạn gắn vào hai cái cháu phía sau, các bạn đeo lên người và mình có thể mình dễ dàng mình di chuyển với chiếc loa này hơn nữa. Rồi, đó là cái điểm lợi thứ nhất mà các bạn có thể thấy, đó là rất là dễ dàng vận chuyển và đẹp, thu hút ngay ánh nhìn với cái chiếc loa này Monster MFS1. Rồi, cái điểm lợi thứ hai đó chính là thương hiệu Monster. Monster là hãng chuyên sản xuất các thiết bị âm thanh của Mỹ và họ ra mắt rất là nhiều các cái thiết bị âm thanh portable, ví dụ như loa, các cái tai nghe cũng như là các cái dây cáp. Và với cái kinh nghiệm trong lĩnh vực âm thanh thì họ sẽ cho ra đời những cái mẫu loa Bluetooth như thế này cho chất lượng âm thanh và độ bền rất là cao và được kiểm chứng bởi thị trường. Khi chúng ta mua hàng mà chúng ta biết được nguồn gốc xuất xứ cũng như là thương hiệu của chiếc loa thì chúng ta sẽ có được đó chính là sự yên tâm về chất lượng của sản phẩm. Và ngoài cái sự an tâm về chất lượng sản phẩm thì chúng ta sẽ được thêm một sự an tâm nữa, đó chính là khâu bảo hành. Thì Andy Audio phân phối các sản phẩm của Monster, cho nên là khi các bạn mua những mẫu loa Monster của anh Duy cũng như là các đại lý của anh Duy trên toàn quốc, các bạn sẽ được yên tâm chúng ta sẽ được bảo hành 1 năm toàn quốc. Các bạn có thể yên tâm mình tìm đến được nơi mà các bạn có thể bảo hành. Tiếp theo, cái điểm lợi thứ ba đó chính là cái chiếc loa này rất là nhiều công năng. Ngoài việc các bạn có thể nghe Bluetooth với chuẩn Bluetooth là 5.3 cho tốc độ truyền tải nhanh và hao tổn pin hơn, các bạn có thể nghe đài FM với chiếc loa này. Các bạn vẫn có thể nghe nhạc từ USB, nghe nhạc từ thẻ nhớ microSD, cũng có thể kết nối với một cái thiết bị khác thông qua cổng aux-in 3.5 ly. Đó, các bạn thấy với một cái thân hình rất là nhỏ gọn nhưng mà nó có rất là nhiều công năng, rất là nhiều cổng kết nối để các bạn có thể nghe nhạc. Và ngoài ra các bạn có thể phát biểu, thuyết trình và thậm chí là cao hứng một chút, chúng ta có thể hát đôi chút với chiếc loa này bởi vì nó có cổng 6 ly để các bạn có thể kết nối với lại micro. Với rất là nhiều những cái tính năng thế này thì phân khúc người sử dụng chiếc loa này cũng sẽ rất là rộng. Như các bạn thấy là với một chiếc loa này mình mua về nè, ngoài việc các bạn có thể mình nghe nhạc từ Bluetooth với cái chuẩn Bluetooth 4.3 thì ông bà các bạn, cha mẹ các bạn, những người lớn trong nhà vẫn có thể nghe đài FM được với cái chiếc loa này và nghe nhạc từ USB, thẻ nhớ microSD. Thì đây là những cái thói quen ông bà cha mẹ mình cũng như là các anh chị trung niên ngày trước, thời mà chúng ta chưa sử dụng internet phổ biến, thì đó là những cái thói quen nghe nhạc giải trí mà thế hệ đi trước họ đã từng có rất là nhiều kỷ niệm để mà nghe nhạc. Với cổng micro thì các bạn là giáo viên nè, các bạn mình có thể sử dụng cái chiếc loa này đem đi nó rất là gọn tới những cái lớp để cho cái tiếng nói mình nó được rõ ràng hơn, mình phục vụ tốt cái công việc mục đích giảng dạy của mình hơn. Rồi, chiếc loa nhỏ gọn có thể xách đi được nhiều nơi để các bạn có thể dễ dàng sử dụng thì chắc chắn nó sẽ được tích hợp pin. Thì pin của chiếc loa này ở mức là 8 tiếng, ở mức âm lượng là 50%. Và với một cái cổng sạc Type-C, tất nhiên hãng cũng sẽ cho bạn một cái dây cáp sạc Type-C chứ, để sạc với chiếc loa này. Thì trong trường hợp các bạn cần sử dụng liên tục, các bạn vẫn có thể sử dụng các cái pin dự phòng để mà mình có thể
vừa sạc vừa sử dụng cho cái chiếc loa này luôn. Cho nên là cái độ linh hoạt trên chiếc loa này cực kỳ cao. Monster MFS1 sẽ có các phím bấm được đặt ở phía trên loa để cho các bạn dễ dàng thao tác. Thì nó sẽ có núm chỉnh âm lượng của micro. Đối diện bên phải là núm chỉnh âm lượng của nhạc. Đây là phím M tính là phím mod, khi các bạn bấm vào sẽ chuyển đổi giữa các cái sụt tín hiệu. Ví dụ như là Bluetooth, nghe FM từ cổng aux 3.5 ly, và khi các bạn cắm USB hoặc là thẻ nhớ vào sẽ có thêm hai cái đường kết nối này. Nút kế bên là nút record để cho các bạn ghi âm. Thì các bạn có thể ghi âm thông qua chiếc loa này vào USB và thẻ nhớ. Nút tắt mở nguồn. Và ở đây các bạn sẽ thấy có các cái phím số từ 0 tới 9. Thì đây là một cái điểm rất là tinh ý từ nhà sản xuất. Đó chính là khi các bạn nghe nhạc từ USB, từ thẻ nhớ, thì giống như là khi các bạn nghe CD ngày xưa vậy đó. Chúng ta chỉ có thể chọn bài hát. Thì đây chính là các cái nút để các bạn chọn các cái bài nhanh khi các bạn nghe nhạc từ USB, từ thẻ nhớ. Và các cái phím này cũng là các cái kênh đài để các bạn có thể chuyển đổi giữa các cái kênh đài. Và ngoài các cái phím số này, các bạn cũng sẽ thấy là hai nút là lùi bài và chuyển bài. Thì hai nút này các bạn có thể sử dụng được với tất cả các cổng, cụ thể là từ Bluetooth, USB, microSD, thẻ nhớ, cổng aux in 3.5. Còn cái hàng phím số này là chỉ có thể sử dụng nghe đài, nghe nhạc từ USB và thẻ nhớ. Đây là nút Play Pause. Và khi các bạn nhấn giữ ở chế độ Bluetooth là nút Pairing thiết bị Bluetooth. Còn ở chế độ nghe đài FM, đây chính là nút dò đài. Đáp ứng cái thiết kế loa gọn gàng như vậy, cho nên là nó chỉ có một củ loa 9.6 xăng, được hãng tinh chỉnh mạch bên trong, cho nên nó đem lại cái chất lượng âm thanh nghe rất là chắc và ấm trên chiếc loa này. Và nó có hai cái chế độ phát nhạc, một cái chế độ ở trong nhà và một chế độ ở ngoài trời. Khi mà các bạn bật cái chế độ ở trong nhà thì cái âm thanh nó sẽ không quá lớn, nó sẽ dạng giống như là nó gom lại, nghe các bạn nghe sẽ cảm giác nó được ấm hơn. Còn khi các bạn bật ở chế độ ngoài trời thì âm thanh nó sẽ ưu tiên, đó chính là độ lớn, cho nên là âm thanh nó sẽ nghe được lớn hơn so với cùng cái mức âm lượng khi các bạn chỉnh ở chế độ trong nhà. Thank you.
Rồi tổng kết lại, với 1,5 triệu các bạn sẽ có cho mình được một chiếc loa Monster MFS1, thiết kế đẹp, nhỏ gọn, thời trang, đến từ thương hiệu Monster Mỹ. Chất lượng âm thanh hay với củ loa 9.6 xăng. Thiết kế wide sách rất là đẹp, nổi bật, có thể dễ dàng đem đi, vừa là wide sách ngắn, vừa có wide sách dài. Pin 8 tiếng, có thể sạc bằng pin sạc dự phòng thông qua cổng USB-C. Có thể nghe nhạc từ Bluetooth, nghe nhạc từ USB, nghe nhạc từ thẻ microSD và cổng aux in 3.5. Các bạn cũng có thể ghi âm được với cái chiếc loa này vào cổng USB và thẻ nhớ. Yên tâm với khâu bảo hành toàn quốc với hệ thống showroom của Anji Audio và các đại lý của Anji trên toàn quốc. 20 tháng 10 cũng sắp tới đây, thì các bạn cũng có thể cân nhắc chiếc loa này đã là một món quà cho bà, cho mẹ, cho vợ, cho bạn gái, để những người phụ nữ chúng ta, để những người phụ nữ thương yêu của chúng ta có được những cái phút giây giải trí với những cái âm thanh được tốt hơn, đến từ hãng Monster, cụ thể là chiếc loa Monster MFS1 này. Rồi các bạn nên đến các showroom của Anji và các đại lý của Anji trên toàn quốc để trải nghiệm sản phẩm, để có được cái cảm nhận đánh giá tốt nhất về sản phẩm. Xin chào và hẹn lại các bạn trên những video clip lần sau. Goodbye.